Kênh Lê Nguyễn Hoài Kiển mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Thì hôm nay quay trở lại nhà vườn Nhiên Lê, tiếp tục giao lưu phôi với Mỹ nha. Nhà vườn giao lưu những cây phôi dáng rất là đẹp, giá lại mềm dễ chơi nha. Hôm nay có chương trình ưu đãi mua 2 cây luôn nha bà con. Thì sau đây mời bà con và các bạn cùng xem và giao lưu với Nhiên Lê ạ. Dạ, em chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em có một số cặp phôi hoa giấy Mỹ để giao lưu với quý cô chú anh chị. Rồi em vào luôn mã số 1 luôn nha cô chú anh chị. Số 1 một cây là hoành 18. Một cây là hoành 16. Tổng cao của nó là 58. Đế sổ của nó là 27. Cặp mã số 1 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho phôi hoa nhiễm Mỹ cặp mã số 1. Rồi bên tiếp theo là cặp mã số 2. Cặp mã số 2 là một cặp lùng nha cô chú anh chị. Một cây làm đo được hoành 18. Một cây là hoành 22. Tổng cao của nó là 45, đế sổ của nó là 27. Cặp mã số 2 này em xin giao lưu là 230.000 luôn. 230.000 cho cặp mã số 2 luôn. Rồi em lên tiếp tục là cặp mã số 3. Mã số 3 một cây em đo được hoành là 22. Một cây là hoành 17. Chiều cao của nó là 45. Đế của nó sổ là 28. Cặp mã số 2 này em xin giao lưu là 200. Cặp mã số 3 này em xin giao lưu là 230.000 luôn cô chú anh chị. 230.000. Rồi. Em xuống cặp mã số 3 lên tiếp tục cặp mã số 4. Cặp mã số 4 một cây em đo được quanh là 19. Còn một cây em đo được quanh là 20. Tổng cao của nó là 52. Đế của nó sổ là 28. Cặp mã số mấy anh? Số 4. Cặp mã số 4 này em xin giao lưu là 230.000 luôn cô chú anh chị. 230.000. Bao sóng bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi, lên tiếp tục là cặp mã số 5. Để em đo cái này, có gì em để cây lại đàng hoàng cho cô chú anh chị xem. Một cây em đo được hoành là 24. Một cây em đo được hoành là 19. Tổng cao của nó là 46. Đế của nó là 28. Cặp mã số 5. Cặp mã số 5 này em xin giao lưu là 230.000 luôn cô chú anh chị. Đó, hai cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị. 230.000 cho cặp mã số 5. Rồi em xuống cặp mã số 5 lên tiếp tục cặp mã số 6. Cặp nào cũng 230 hết nha cô chú anh chị. Một cây em đo được hoành là 20. Một cây em đo được hoành là 20 luôn cô chú anh chị. Tổng cao của nó là 45, đế sổ là 28. Cặp mã số 6 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho cặp hoa giấy Mỹ mã số 6 luôn ạ. Rồi, số mã số 6 lên tiếp tục là cặp mã số 7. Số 7 một cây đo hoành được là 24. Một cây em đo được hoành là 20. Tổng cao của nó là 47, đế sổ là 30. Cặp mã số 7 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho cặp mã số 7 luôn. Rồi xuống cặp mã số 7 lên tiếp tục cặp mã số 8. Hai cây cao đi. Số 8. Cặp nào cũng đẹp hết nha cô chú anh chị. Đẹp à, da. Dạ, anh cầm cái này đi. Cặp này là cặp mã số 8. Một cây em đo được hoành là 19. Một cây là hoành 21. Tổng cao của nó là 50. Đế sổ là 35. Cặp mã số
Số 8 này em xin giao lưu là 230.000 luôn cô chú anh chị. 230.000 cho cặp phôi hoa nhái Mỹ mã số 8. Đẹp cao lắm. Nãy. Rồi em lên tiếp theo là cặp mã số 9 rồi cô chú anh chị. Hai cây. Lên luôn. Ừ. Sao đó. Anh dịnh cho em đây. Đây cặp mã số 9 là cặp tông cao nha cô chú anh chị. Một cây em đo được hoành là 24. Một cây em đo được hoành là 22. Tổng cao của nó là 74. Đế của nó sổ là 28 nha cô chú anh chị. Cặp này em xin giao lưu là 280.000. 280.000 cho một cặp tông cao. Mã số 9. 280.000. Rồi em lên tiếp tục là cặp mã số 10. Cặp mã số 10 em đo được hoành là 22. Cây này hoành là 17. Tổng cao của cây là 48. Đế sổ là 23. Cặp mã số 10 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho cặp mã số 10 luôn ạ. Rồi em hết cặp nha cô chú anh chị. Em lên cây lẻ nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã 11. Mã 11 là một cây to quá của chú chị, em đo được hoành là 21. Tổng cao là 62. Đế sổ là 52. Cây mã 11 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 11 luôn ạ. Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục là mã 12. 12 là một cây dáng bay khá là quái, rất là đẹp của chú chị. Cây này nó được hoành là 26. Tổng cao của nó là 53. Đế của nó sổ lên. Sao cái tay cành? Đâu phải đâu, cái tay cành nó nằm đây, em đo cổ nằm đây, nó bằng nhau là đúng rồi. Nó đế sổ là 53 luôn cô chú anh chị. Mã 12 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 12. Do nó quái nó gục đầu. Rồi em lên tiếp tục là mã 13. Ê dạ. Mười ba em đo được hoành là 20. Tổng cao là 64. Đế sổ là 53. Cái mã 13 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 13 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 14. 14 đo được hoành là 25. Tổng cao là 59. Đế sổ là 42. Cái mã 15, cái mã 14 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 14. Rồi em lên tiếp tục là mã 15. 15 đo được hoành là 22. Tổng cao là 48. Đế sổ là 34. Cái mã 15 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 15. Tiếp theo là mã 16. Đo được hoành là 21. Tổng cao là 61. Đế sổ là 39. Cái mã 16 này em xin giao lưu là 150.000 luôn. 150.000 cho mã 16 luôn cô chú anh chị. Rồi, lên tiếp tục là mã 17. Mười bảy là được hoành là 27. Tổng cao là 61. Đế sổ là 53. Cái mã 17 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 17 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 18 luôn. 18 lên hai cây luôn cô chú anh chị. Mã 18 đo được hoành là 21. Một cây em đo được hoành là 16.
tổng cao của nó là 51, đế sổ là 43, cặp mã 18 này em xin giao lưu là 230.000 luôn cô chú anh chị. 18 230.000. Rồi em lên tiếp tục là mã 19. Là được quần là 30. Tổng cao là 51. Đế sổ là 42. Mã 19 này xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 19. Rồi em lên tiếp tục là mã 20. Nó được quần là 23. Tổng cao của nó là 56. Đế sổ là 42. Cái mã 20 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 20 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 21. Đo được quanh là 31. Tổng cao là 60. Đế sổ là 50. Cái mã 31 này em xin 21 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho phôi hoa nhớ Mỹ mã 21 luôn. Rồi lên tiếp tục là mã 22. 22 em ra được quanh là 26. Tổng cao là 57. Đế sổ là 35. Cái mã 22 này em xin giao lưu là 180.000. Nhà vườn em là bao sóng bao phía ship toàn quốc nha cô chú chị. 180.000 cho phôi hoa nhớ Mỹ mã 22. Rồi tiếp theo là mã 23. 23 em ra được quanh là 18. Tổng cây là 50. Đế sổ là 39. Cây mã 23 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 23 luôn ạ. Rồi, tiếp theo là mã 24. 24 là được quần là 32. Tổng cao là 55. Đế sổ là 42. Cây mã 24 này em xin giao lưu là 250.000. Một cây rất là to nha cô chú anh chị, 250.000 cho mã 24 luôn ạ. Rồi, cây mã 25. 25 đo được hoành là 26. Tổng cao là 51. Đế sổ là 40. Đế sổ là 40 nha cô chú anh chị. Cây mã 25 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 25. Rồi, lên tiếp tục là mã 26. 26 đo được quanh là 25. Tổng cao là 57. Đế sổ là 40. Cái mã 26 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 26 luôn ạ. Rồi, lên tiếp tục là mã 27. 27 đo được quần là 29. Tổng cao là 58. Đế sổ là 42. Cái mã 27. Cái mã 27 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 27 luôn ạ. Rồi, số mã 27 lên tiếp tục mã 28. 1 cây bể đặt nha cô chú anh chị. Cây này em đo được quanh là 30. Tổng cao là 58. Đế sổ là 45. Cây mã 28 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho mã 28 luôn ạ. Rồi, lên tiếp tục là mã 29. 29 là được quanh là 28.
tổng cao là 61, đế sổ là 48, cây mã 29 này em xin vô lưu là 300.000, 300.000 cho mã 29 luôn ạ. Rồi em xuống mã 29 lên tiếp tục mã 30. Em ra được hoành là 24, tổng cao là 56, đế sổ là 48. Cây mã 30 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 30 luôn ạ. Rồi tiếp theo là mã 31. Ra được hoành là 29, tổng cao là 55, đế sổ là 38. Cây mã 31 này em xin giao lưu là 230.000, 230.000 cho mã 31. Tiếp tục là mã 32. 32 ra được hoành là 30, tổng cao là 56, đế sổ là 46. Cây mã 32 này em xin giao lưu là 230.000, 230.000 cho mã 32. Rồi em tiếp tục là mã 33. 33 em đo được hoành là 21, tổng cây là 57, đế sổ là 47. Cây mã 33 này em xin giao lưu là 200.000, 200.000 cho mã 33 luôn ạ. Rồi em tiếp tục là mã 34. 34 đo được hoành là 23, tổng cao là 58, đế sổ là 38. 180. Cái mã mấy ơi? 34. 34 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 34 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 35. 35 đo được hoành là 19. Tổng cao là 54. Đế sổ là 43. Cây mã 35 này em xin giao lưu là 130.000. Cây này dán đỏ quá sao anh? Vậy đi. Phải không? Ừ. Cây này dán đỏ nha cô chú anh chị. 130.000. Ây da. Cho mã 35 hả? Ừ. Rồi em lên tiếp tục là mã 36. 36 đo được hoành là 15, tổng cao là 50, đế sổ là 37. Cây mã 36 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 36 luôn ạ. Tiếp tục mã 37. 37 đo được hoành là 27, tổng cao là 57, đế sổ là 42. Cây mã 37 này em xin giao lưu là 230.000. Rồi em xuống mã 37 lên tiếp tục mã 38. 38 rồi được quần là 32, tổng cao là 50, đế sổ là 44. Cây mã 38 này em xin giao lưu là 250.000, 250.000 cho mã 38 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 39. 39 đo được hoành là 26, tổng cao là 64, đế sổ là 46. Cái mã 39 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 39 luôn ạ. Đây 40 cây bự đó. Đâu? Đấy hả?
Rồi em lên tiếp tục là mã 40. Cây siêu to, cũ đặc. 40 em ra được hoành là 35. Tổng cao là 84. Đế sổ là 44. Cây mã 40 này em xin cho lưu là 400.000. Cây rất là to nha cô chú anh chị, 400.000 cho mã 40 luôn ạ. Rồi mã 40 cũng là mã kết thúc clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Rồi em xin hết ạ. Rồi anh cảm ơn Nhiên Lê, mến chào bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.